và sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện mang tên chị chủ trọ tôi tên là tiến tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nơi có những nương ngô bờ tre bụi chuối nơi có những con sóng êm đềm của dòng sông hồng dịu êm gia đình tôi là tri thức nghèo ở xã bố là thôn đội trưởng còn mẹ làm khuyến nông với mấy xào ruộng quanh năm cũng chẳng đủ ăn mọi người ạ à. vì thế mà tôi quyết tâm lên thành phố theo nghiệp học. May ra có cơ hội thay đổi cuộc đời. Lớp 12, cố gắng học hành, tôi bảo mẹ là: "Mẹ à, quê mình nghèo lắm, con thấy mọi người quanh năm suốt tháng có khoảnh ruộng thôi, khi giáp hạt là lại đi vay tạm củ khoai củ sắn về cho qua bữa. Con muốn lên thành phố học và kiếm công việc tốt hơn." Mẹ tôi vừa đi cấy về, mặc chiếc áo dính bùn, ôn tồn nói: "Ừ. Nhưng lên thành phố, con phải cẩn thận đấy, tiêu tiết kiệm thôi, không được theo mấy đám ở phố đâu. Bố mẹ chỉ mong con khôn lớn trưởng thành thôi. Vậy là sau khi tốt nghiệp do không đủ điểm ở trường đại học, tôi đành phải học ở một trường cao đẳng nghề. 19 tuổi, một đứa trai mới lớn, chân nước chân giáo lên thành phố sống. Công việc ngày đầu đặt chân tới thành phố là tìm một phòng trọ. Sau khi hỏi hụt mấy chỗ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một phòng trọ nằm ở một con hẻm, thỏa thuận của tôi với bà chủ nhà trọ khá nhanh chóng và tôi vào ở ngay. Sau khi hoàn tất thủ tục và nghỉ mệt sau một buổi dài tìm phòng trọ, tôi lại chợt nhớ lại hình ảnh của bà chủ trọ xinh đẹp, khá là hấp dẫn, dáng người cỡ 1m65, tuy không còn được thon gọn như gái tơ nhưng cũng không quá mập, như kiểu đàn bà trung niên, gương mặt sắc sảo, khá đẹp, trắng hồng, cặp mắt thì hút sâu gọi lên một nét đẹp huyền bí, đặc biệt là vòng ba cực kỳ nhân hậu. Điều đó đã làm nên một phụ nữ trung niên đẹp tuyệt vời. Những hình ảnh đó cứ ở trong đầu tôi, làm tôi cảm thấy có ấn tượng với bà chủ trọ này. Sau mấy ngày ở, tôi cũng được biết chị chủ trọ tên là Mây, 35 tuổi, nhưng còn đặc biệt hơn là chồng chị mới mất cách đây 3 năm và chị Mây chưa có ý định tái hôn vì mắc đứa con trai cảnh đàn bà quá chồng lại đang độ tuổi xuân thì một mình liệu có cam chịu không chiều tối hôm đó trong lúc tôi nằm bấm điện thoại thì chị mây đứng trước cửa phòng với bộ đồ ngủ hai dây màu đỏ chị cất giọng hỏi tôi thấy sống ở đây thế nào em tôi ngại ngùng ấp úng trả lời dạ thì thấy thoải mái chị ạ à? em thấy hài lòng lắm à em thấy thoải mái vậy là tốt rồi ở đây này toàn sinh viên thôi cũng vui phải không tôi vẫn ấp úng dạ thấy vui lắm à em yên tâm ở đây có camera an ninh với lại gần công an phường cho nên trật tự tốt lắm dạ vâng chị ạ à. sau đó chị mây ngồi xuống trước cửa phòng tôi ngồi nói chuyện làm lộ ra một số thứ gái thành phố mà người ta ăn mặc cũng thoáng chứ đâu như ở quê tôi đâu chị mây hỏi tôi em tên gì nhỉ dạ em tên tiến chị ạ à? em mới tốt nghiệp 12 xong lên đây học phải không dạ em mới thi xong ạ hà à, vậy em học trường nào dạ em học ở cao đẳng nghề em học điện công nghiệp chị ạ à? gắng học cho có nghề nhé thế quê em ở đâu nhỉ dạ em ở phú thọ chị ạ à? chị mỉm cười và nói hà nhìn em cao giáo lực lưỡng đẹp trai thế này chắc có bạn gái rồi đấy nhỉ dạ em nào có đâu à nắm tay gái á, em còn không dám nắm nữa là chị mây cười nói em lại nói dối rồi đẹp trai người ngợi thế này cơ mà thì em nói thật mà chị em nhát gái lắm ạ à? chị mây cười với giọng điệu lả lơi mà nói thế em con trai tân à dạ sao chị hỏi em thế à ừ vậy thôi có gì cần thì gọi chị nghe chị đi dạ vâng chị sau cuộc nói chuyện đó tôi thấy chị mây dễ gần thật làm tôi càng lúc càng có cảm tình với người đàn bà quán này. Dù sao nơi đất khách quê người như thế này, có người quan tâm mình là tôi thấy vui rồi. Tôi thầm động viên, mình phải cố gắng học tập tốt để sau này thay đổi cuộc sống thôi. Chứ cái nghèo cái đói, đeo bám mấy đời nhà tôi rồi. Sau đó cứ vài ngày, chị Mây lại qua nói chuyện với tôi. Hai chúng tôi nói chuyện khá là vui vẻ, nên cũng khá là thân thiết. Thỉnh thoảng chị cũng hay cho tôi đồ ăn. Tháng đầu tiên, tiền nhà phải đóng, chị đưa giấy báo giá cho tôi. Chiều tối hôm đó, thấy cửa sau chị mở và cũng có tiếng chị. Tôi bèn cầm 900 ngàn qua đóng tiền trọ. Tôi vừa đi đến, chưa kịp nói gì cả, chị đã mở lời. Em học điện phải không nhỉ? Em giúp chị lắp cái đèn nhà vệ sinh được không? Tôi bắt đầu thấy nhì nhì lại nhớ đến cái câu chuyện anh thợ sửa ống nước, bị con ba ba nó cặp. Tôi thoáng lo lắng, nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, vì trên đời này đâu phải lúc nào cũng có ma đâu. Dạ được chị ơi. Sau đó tôi và chị cùng vào nhà vệ sinh để lắp bóng đèn mới vào. Tôi trèo lên thang xếp, tháo bóng đèn cũ ra, lắp bóng mới vào. Trong lúc tháo lắp, tôi đưa mắt nhìn theo hướng từ trên xuống. Tất cả đều tại bà chị ấy, mà cái áo rộng cổ, khiến cho tôi nhìn thấy những gì không nên thấy. Ôi giời ôi, hai quả đào Ấn Độ sao nó to thế nhỉ? hay tại tôi nhìn vào cái bóng điện nên hoa mắt chóng mặt. Thấy cái gì cũng to to tròn tròn trắng mịn thế này. Tại tôi mới run run, tôi đứng không vững nữa. Tôi mặc cái quần ống rộng, không biết chị mây ngước mặt lên, liệu có nhìn thấy cái gì không? Mà tôi sao thấy chị tủm tỉm cười mãi, không nhìn tôi như bình thường, mà cứ nhìn lên tôi rồi lại cúi mặt xuống ngay. Sau khi tháo lắp xong, tôi xuống thang, chị nói. Cảm ơn em nhé, nhà không có đàn ông rồi việc gì cũng khó ạ à. gì đâu có gì đâu chị qua bàn ngồi chơi đi chị lấy nước cho mở uống dạ vâng chị sau đó tôi đi lại bàn chị lại cái tủ lạnh mở ra lấy một chai nước lọc mang lại cho tôi chị mây ngồi lên ghế rồi hỏi à mấy em qua có chuyện gì không vậy tôi ấp búng trả lời dạ dạ em qua đóng tiền cho sau đó tôi lấy ra tiền đưa lên bàn cho chị Chị bất ngờ đưa tay nắm chặt tay tôi rồi nói Tiền trọ thì chị tính sau Bây giờ chị có việc cho em đây Tôi như chưa hiểu gì hỏi lại Việc gì vậy chị? Chị mây nở nụ cười huyền bí rồi nói Chị rất ấn tượng về em Ngay từ buổi đầu tiên Em cũng biết đó Chồng chị thì mất đã 3 năm rồi Và chị thì cũng không có ý định để tái hôn đâu 3 năm nay Chị luôn lạnh lẽo cô đơn cho đến khi gặp em đó. Chị thấy em rất giống với chồng chị hồi nào. Cứ nhìn thấy em là ký ức của chồng chị lại ùa về trong chị. Dạo này, mấy tối này à, chị mất ngủ triền miên em ạ. À. Tôi bất ngờ đỏ mặt, sao lại nói cái chuyện không liên quan đến mình nhỉ? Chả đâu vào đâu, chả biết chị ấy muốn nói gì. Tôi ấp áp úng trả lời. Dạ em chưa hiểu à? Chị mây rời ghế đối diện, qua đứng bên cạnh, cầm lấy tay tôi rồi nói chị biết em mới ở quê lên đây có nhiều điều còn bỡ ngỡ cũng hơi khó cho em nhỉ nhưng chị không để em thiệt thòi đâu em hãy làm người yêu của chị nhé Úi ạ à, không được đâu chị ạ à. Em đã biết gì về chị đâu mà chị cũng có biết gì về em đâu không biết rồi về sau cũng biết làm người yêu của chị đơn giản lắm thì tại chị cô đơn quá cần một người để bầu bạn thôi như là chị nấu cơm cho em ăn này đi chơi này rất là trong sáng đàng hoàng không có điều gì mà em phải suy nghĩ đâu yên tâm nhé tôi bối rối quá không biết phải làm sao đây tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp này làm gì có cái gì lại dễ dàng với mình như vậy nhưng thực sự là tôi rất tò mò tôi chưa từng có bạn gái và tôi chưa từng làm chuyện kia tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều không mình là người đàng hoàng lịch sự mà Ít ra cũng phải giữ hình tượng chứ. Rồi tôi lại nghĩ, hay là mình thử một lần cho biết đi. Tôi cũng đọc rất nhiều chuyện, nhất là cái chuyện XYZ kia, hay là cái phim Blue Blue có những chị đã nói là trong sáng lịch sử thì sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Hai luồng tư tưởng đối lập nhau cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi nóng bừng bừng cả người. Và rồi không hiểu sao, tôi lại gật đầu ngay tắp lự và nghĩ rằng, một tháng nay mình bị mất đàn mất ngủ và hình ảnh người đàn bà này cứ in sâu vào trong tâm trí mình dạo này tôi hay mơ thấy chị ấy nằm cạnh mình thế có khổ hay không cơ chứ lỵ bây giờ là cơ hội ngàn năm có một đây thôi thì cứ coi như là món quà vậy chị mây nói tiếp em đồng ý thì tốt quá rồi em cứ cầm tiền ở đó mà dùng tháng này chị không lấy tiền của em đâu em đợi chị đóng cửa rồi hai chị em mình tâm sự tiếp nhé Chị bước ra, kéo cửa trước lại, sau đó đến cửa sổ. Rồi cửa sau, chị quay lại tôi, ngồi xuống nói. Này em, thấy chị như thế nào? Thế nào là thế nào hả chị? Thì đại loại, là em thấy người ta có đẹp không? Dạ em thấy chị lôi cuốn bởi nét đẹp trung niên mặn mà. Sao quá đi em ơi. Thì em không biết gì đâu à? Chị đừng làm em sợ. Hì hì, chị có làm gì đâu em. Hỏi em muốn ăn gì không, chị nấu cho mở ăn. Dạ, thì tùy vào chị thôi à. Chị có gì thì em ăn đấy à. Vậy để người ta hâm nóng thì chiên lại, cho em ăn tạm vậy. Sau đó chị Mây bước lại, khuôn bếp, làm đồ ăn cho tôi ăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người lạ nấu ăn cho tôi mà tôi thấy run như cầy sấy vậy. Chị Mây nở nụ cười lơ tơ mơ đầy ẩn ý và dọn cơm cho tôi ăn. Tôi thì chăm chú ăn, Chị Mây ngồi đối diện nhìn tôi cười mà nói Gớm à, ăn từ từ thôi em Đúng là trai mới lớn, khỏe ghê Dạ tại vì em mới lớn nên ăn nhiều Ngại chị quá Ừ, có gì đâu, ăn khỏe quá Dạ tại chị nấu ăn ngon quá mà Tôi nhanh chóng ăn xong Dọn chén đũa cùng chị Xúc miệng rửa mặt cho tỉnh táo đánh răng Và tôi theo sát chị đi vào trong phòng Tôi có một cảm giác rợn rợn Giác quan thứ sáu cho tôi biết có điều gì đó không an toàn sắp xảy ra. Tự nhiên, ngay trước mặt tôi, chị Mây không có lấy một mảnh vải nẫn nẩn nân. Thứ duy nhất chỉ là chiếc quần lót sen tím mở thôi. Tôi đứng hình 15 giây, rồi chị cầm lấy tay tôi, đặt lên một đám cỏ chị rậm um và nói Cho em thất đấy. Tôi như bị ma làm ấy, tự nhiên như có ai xùi khiến vậy. Tôi mới dù chị ngã nhào ra đất Rồi ù té chạy luôn Tôi về phòng đóng chặt cửa lại Không dám đi ra ngoài nữa Từ hôm ấy tôi lánh mặt chị Cứ nhìn thấy chị mây Là mặt tôi lại đỏ gay Nhưng chị thì ngược lại Cứ nhìn thấy tôi là lại nhoẻn miệng cười tươi Cùng ánh mắt có cái gì đó sâu hắm vậy Chả biết cánh đàn đông Sau khi đã nhìn thấy cái của phụ nữ Thì như thế nào Chứ tôi thì khổ tâm lắm Từ cái hôm trông thấy chị mây cứ nhắm mắt lại là tôi lại không thể nào ngủ được. Tiền cảnh bồng lai lại hiện lên rõ một một. Nó ở cự ly quá gần, khiến cho người tôi cứ nóng bừng bừng. Cảm giác nơi bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm của đám cỏ chỉ rậm rạp, lâu ngày không cắt tỉa ấy. Ôi chao là mẹ ơi, cái vùng tam giác bí ẩn ấy. Tôi mới mơ màng, vì chưa nhìn tận mắt bao giờ. Nó làm lung lay ý chí, con tim tôi ghê gớm lắm một người còn quá non nớt lại va vấp cái cảnh này trong xã hội khiến tôi không cầm lòng được mà phạm phải sai lầm mất không biết sau này tôi sẽ phải đối mặt với chị mây ra sao khi phần con trong tôi đang lớn dần đúng là khi người ta được ăn ngon thì không nhịn được miệng một tuần sau khi tôi đang lúi úi ở sân nhà trọ thì chị mây chạy ra cầm tay tôi rồi kéo tôi vào trong buồng chị tôi còn đang lứa ngớ thì chị bảo Gớm vào đây, người ta nấu món ngon nè Vào đây ăn cơm với người ta nhé Thú thực là một tuần qua, tôi thấy nhớ chị thật Thôi thì người ta có lòng, thì mình có ruột vậy Chị ăn cơm nước xong xuôi, thì 8 giờ tối Đang ngồi hớp ngụm nước chè, thì mất điện Tối thùi ra, tôi giật mình Định chạy ra sân xem thế nào, thì chị bảo Hì, ở đây hay mất điện kiểu này mà Em yên tâm, người ta có đèn tích điện nè À vâng ạ, à, em mới ở nên không biết lịch cắt điện. Dưới đèn lờ mờ của đèn tích điện, lần thứ hai, chị Mây không mảnh vải che đậy trước mặt tôi. Tôi đã thấy chị lần trước rồi nên không còn bỡ ngỡ nữa. Hình ảnh người đàn bà quá chồng hiện lên trước mắt tôi. Chị ấy quá đẹp, mịn màng, không một vết sẹo nhỏ. Nơi ấy của chị được chăm sóc kỹ càng, cắt tỉa gọn gàng, mới tuyệt vời làm sao. Tôi còn thấy lấp lánh những giọt nước. Có lẽ là chị đã hứng quá rồi, chị nói. Em sắp thành đàn ông rồi, chị sẽ là người đàn bà của em. Rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến. Chị mây càng lúc càng mãnh liệt hơn. Và rồi tôi đã được lần đầu giải phóng bí bách sau ngần ấy năm dồn nén. Và chị cũng giải tỏa cái cơn đói sau đằng ấy năm chồng mất. Chị đổ gục xuống người tôi như cây chuối hột miệng cười tươi như hoa hớn được mùa và chị nằm xuống nhìn tôi cười hạnh phúc và nói hôm nay chị đã có một người đàn ông tuyệt vời chị hạnh phúc lắm già chị cũng tuyệt vời lắm mà với em chị như một nữ thần vậy em cảm ơn chị đã cho em biết mùi vị của đàn bà tôi nói vậy thôi chứ tôi cảm thấy rất xấu hổ với bản thân mình sao tôi lại làm việc ấy với chị ấy được nhưng các bạn biết đấy, tôi không thể ngừng được khi mà người ta chủ động. Thôi kệ cuộc đời đi mà, nó trôi về đâu và như thế nào, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Và sau đó tôi và chị Mây cùng trò chuyện và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Đó là lần đầu tiên của tôi đấy. Người ta thường bảo, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, có bát cơm quả cà cũng chia cho nhau. Đúng là trong cuộc sống cần phải có những người tốt bụng để giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Nhưng trong câu chuyện ngày hôm nay thì tình làng nghĩa xóm lại tối lửa tắt đèn lại mó nhau. Và hai ông bà thông gia đã nọ nọ kia kia với nhau như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Làng tôi là một khu nghèo sống biệt lập trong thùng lũng được bao quanh bởi những ngọn đồi thấp nhấp nhô. Chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn vào xóm, bao quanh là ruộng bậc thang và những đám cây rậm rạp. Và ở cái chỗ đỉa ho có gái như vậy, lại không ít những chuyện rắc rối xảy ra. Một buổi chiều, khi tôi đi làm đồng về, thì nghe thấy tiếng chửi bới ở Mỹ. Ôi làng nước ơi là làng nước ơi, ai đời thông ra, lại đi cặp bồ cặp bịch với nhau thế này không bao giờ. Ôi lời ơi là lời ơi. Tiếng hét và la lối om sòm của bà hàng xóm bên cạnh nhà tôi Tiếng mọi người tụ tập Cười nói xồn xao Mọi người ngày càng đông để xem trò hay đây Thì ra là bà ấy Đang làm ẩm lên cái vụ tòm tem Của chồng mình Với bà thông ra ngay cạnh nhà Cũng là hàng xóm bao đời với nhau luôn Đúng là hàng xóm tối lửa tắt đèn Là mó nhau ngay Bà Lý đang túm tóc Giật túi bụi và tát tới tấp Vào mặt bà Lan Cô con dâu đang làm đồng, nghe thấy tiếng ở Mỹ thì vội chạy về. Cô lao vào như mũi tên, lập tức can ngăn bà mẹ chồng ra. Miệng không ngớt kêu van Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin. Mẹ đừng, đừng đánh mẹ con nữa mà. Con xin mẹ đấy. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao mẹ lại làm cái trò mất dạy thế này? Mẹ không thương con sao? Làm sao mà con có thể vác mặt nhìn mọi người trong xóm đây ạ? À? Tiếng gào khóc uất nghẹn của cô con gái không khiến hàng xóm lắng giềng cảm thông. Ông bố chồng thì không nói được câu nào mà chỉ nín lặng nghe những lời đai nghiến từ bà vợ. Bà Lan đang ôm đầu gục xuống đất, tóc tài bú rủ, xóa sưởi không dám ngẩng mặt lên nhìn các con và nhìn bà thông ra nữa. Bà Lan năm nay 50 tuổi nhưng nhìn bà ấy trông rất trẻ và đẹp lắm vì gia đình bà là có điều kiện từ xưa nên bà Lan không phải làm đồng áng nặng nhọc. Bà có cái quán nhỏ ở đầu làng để bán tạp hóa, phục vụ người trong khu. Nhà có hai mẹ con gái thôi, chồng bà mất sớm, vậy là hai mẹ con ở luôn để tiện bán hàng. Bà Lan rất khéo ăn khéo nói nên được lòng mọi người. Ngày chồng bà còn sống ấy thì nghe phong phanh đâu, bà có chim chuột với tay buồn gỗ ở cuối làng. Nhưng bị mọi người dị nghị nhiều quá, thành ra mọi chuyện không biết đi đến đâu. Về phần ông thông gia, ông tên là thắng, ông thắng là bộ đội xuất ngũ về địa phương sau những năm giải phóng. Ông hiện giờ là cán bộ xã sắp về hưu. Nói chung là ông nhìn bề ngoài cao to, trông rất là phong độ, có dáng dấp của người cán bộ lãnh đạo thực sự. Ông thắng nổi tiếng là người đào hoa, sát gái từ ngày xưa. Nhưng gần đây khi con cái lớn lấy vợ gả chồng thì không còn nghe người ta đồn nữa. Bà Lý là vợ ông, là dân làm nông, quanh nằm suốt tháng, chân lấm tay bùn, thành ra người ngợm đen thui, có phần già trước tuổi, lại thêm cái tính cục cằn nên không được ông để ý. Vợ chồng thi thoảng lại nổi cơn tam bành vì mấy cái lý do vớ vẩn nên không được hạnh phúc cho lắm. Nhiều khi con trai trêu mẹ mà không bớt cái mồm và chăm chút làm đẹp đi, lúc nào cũng trâu với bò rồi bố theo gái đấy. Công nhận là bà Lý cũng vất vả thật. Dù gia đình có điều kiện, nhưng bà vẫn làm nhiều việc. Bà Lý bảo, ối giời, sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn đẹp cái nỗi gì? Tao mở bắt được bố mày, chim chuột ở đâu thì tao cát. Bà Lý nghĩ là thế, vì già rồi thì gái gũ cái gì nữa? Có cho, cũng chả có lên được đâu. Chuyện là ông Thắng và chồng bà Lan là bạn đồng song thủa trước. Cái ngày còn chiến tranh, hai người đóng quân ở trên Hà Giang, lúc chiến tranh biên giới Việt Trung. Sau khi hòa bình lập lại, thì hai người vẫn còn qua lại với nhau. Hai ông đều có con, một trai, một người là con gái, nên kết làm thông gia với nhau. Kết quả cặp đôi có được thằng bé tí, năm nay 3 tuổi, nhìn thông minh và khôn phết. Từ ngày chồng bà Lan mất, thành ra thì ông Thắng cũng ít qua lại với bà thông gia. Có công việc quan trọng thì mới sang thôi. Cách đây 5-6 tháng gì đó thì bà Lan tự dưng dọn dẹp nhà thế nào là để mất cái sổ đỏ. Thành ra là phải nhờ ông thông gia giúp đỡ để làm giấy tờ nhờ xã cấp lại. Cũng chính là từ đây thì hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e và họ đã tí táo tí mẻ vụng trộm thí thút với nhau mà không ai biết gì cả. Khi đang 4 giờ chiều chuẩn bị hết công việc ở xã thì nhận được cuộc điện thoại từ bà Lan. Ông Thắng vội vã thu dọn ít giấy tờ rồi cho vào cặp, phóng thẳng đến cái quán ở đầu làng của bà Thông Gia. Bà Lan bảo, ơ ờ, anh Thắng à, hì hì, anh sang giúp nhà em với. Em đang nhóm nửa nấu nồi cơm, anh ngồi chơi sơi nước, em xong ngay đây. Ông Thắng ngồi xuống cái ghế, mắt đảo như giang lạc rồi nói, thế em khỏe chứ, lâu lắm anh không sang chơi, nhìn em dạo này à, thay đổi nhiều đấy. Bà thông gia cười cười vo vo nắm gạo, bỏ vào cái nồi rồi nói. Thì em vẫn vậy mà, thế bà nhà vẫn khỏe chứ anh. Dạo này em cũng bận quá nên không sang thăm cháu được. Lại còn phiền anh giúp A chuẩn bị cái hồ sơ nữa. Vất cho anh quá. Ông Thắng nói, thì có gì đâu em. Vợ chồng anh vẫn khỏe mà, mà nhìn em trẻ ra đấy nhỉ. Tớ mảnh mảnh như cái ngày xưa ấy nhỉ. Dạ, anh cứ trêu người ta. Em già hết vị rồi, còn gì nữa đâu anh. Trong căn nhà ấy, lúc nhá nhèm tối rồi nhưng chưa bật điện, ông Thắng chăm chú nhìn bà thông gia nấu cơm. Bà Lan mặc cái váy mỏng tanh, ngắn cún cỡn, khiến ông Thắng không khỏi sao xuyến. Trong lúc lấy giấy tờ làm hồ sơ, thì hai ông bà tranh thủ vài câu chuyện. Em có thể dục thể giết gì không? Mà dạo này dáng gọn gàng và săn chắc vậy, chẳng bù cho bà nhà anh. Tó cao đèn hôi mồ hôi dầu Đến nỗi à Anh không bế nổi lên giường Bà Lan thì mặt mày dạng dỡ Vì đã hơn ba năm nay Từ ngày ông nhà ra đi Thì hôm nay mới có người đàn ông Khen mình như vậy Bà hơi đỏ mặt Thì em có anh nhà Ngoài bán hàng cho dân mình Thì buổi chiều em hay đi thể dục tí cho khỏe mà anh Mà anh dạo này Trông anh trẻ ra đấy nhỉ Hồng hào phơi phới ra đấy khéo khối cô ủy ban đấy, à, mê tít anh nhỉ à thì anh dạo này không làm bên khuyến nông nữa mà chuyển sang bên thú y thành ra thì nhiều khi cũng rảnh hơn mà hai người cứ thế câu chuyện câu trò rôm rả về cuộc sống thường ngày của nhau mãi thú thực thì đã lâu lắm rồi bà lan mới được nói chuyện với một người mà đi vào hết tâm can hiểu nhau như vậy hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp và đồng cảm về cuộc sống cũng như những áp lực của nhau khá tốt. Ông Thắng thì bảo, Thực sự nói chuyện với em, anh rất là thoải mái. Vài năm gần đây, chồng em mất, nên anh cũng không hay qua chơi. Từ nay, anh sẽ đến và nói chuyện chia sẻ với em nhiều hơn khi có thể nhé. Để em dạy anh ít tâm lý phụ nữ, để anh chị mụ vợ nhanh nhé. Nói cho vui thôi câu chuyện, chứ tay này đã có ý với bà thông gia rồi đang chịu cái cảnh chó mèo với vợ, nay gặp được người phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu mình, thì như bắt được vàng, được giải tỏa hết bí bách trong người. Lại cộng thêm cái dáng đẹp hờ hứ, ăn mặc mát mẻ, thì làm sao mà người đàn ông nào không rung động được. Cái vẻ đào hoa và cách nói chuyện ông bướm của ông Thắng lại bùng lên. Em dùng điện thoại thông minh không? Đăng kết bạn Zalo hay Facebook? Để anh gửi hồ sơ cho tiện bà thông ra nhận lời ngay vì bấy lâu nay tự nhiên lại có người quan tâm tới mình vậy dạ vâng anh kết bạn với em đi rồi anh em mình trao đổi trên đó à anh nhớ cho em gửi lời hỏi thăm đến chị nhé em nhớ chị ấy quá đôi mắt của bà long lanh khi ông ra về bà nhìn ông đắm đuối như muốn nói một điều gì đó đúng như lời đồn của hàng xóm láng giềng vậy người đàn bà hồi xuân này thiếu thốn đủ đường nay lại gặp người thương ôi chao là mẹ ơi cứ nóng bừng bừng trong người bà thấy nơi ấy bình yên nhất tự dưng lại hơi ươn ướt không được không thể đi quá giới hạn với ông ấy được mình là thông gia cơ mà sau phút chấn tính, bà lan tủm tỉm cười nhưng mà sao ông ấy nói chuyện duyên thế nhỉ không lẽ mình đã yêu rồi và từ cái hôm ấy thì hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau lúc nào rảnh mà vợ không có nhà lòng thắng nhắn tin đò đưa hỏi han bà lan ngay em đã nấu cơm chưa em ngủ dậy chưa em có mệt không hay là có chuyện gì cứ nói với anh đi cứ coi anh như người trong nhà đi không phải ngại ngần gì đâu cứ tự hưng có gì thì anh sang giúp nấu cơm cho đại loại là cái kiểu hỏi han quan tâm chứ không dừng lại ở cái việc giúp làm hồ sơ sổ đỏ nữa bà thông gia thì cũng đáp lại không kém bà không còn nghĩ đến cái việc đi quá giới hạn lời nói với ông thông gia nữa, bỏ qua hết luân thường đạo lý, phép tác đạo đức. Nói chuyện với ông rất tình tứ như hai người đang yêu nhau vậy. Anh ăn uống chưa? Hôm nay anh đi làm có mệt không? Hôm nay chị có làm anh giận không? Khi nào rảnh anh ghé em chơi nhé? Em ở một mình cũng buồn và cô đơn lắm. Càng ngày tần suất nhắn tin qua lại càng dày đặc hơn và có những lời nói đi quá giới hạn nhiều hơn. Và ông Thắng thì chẳng bao giờ để ý, chỉ mải lo công việc nhà. Đứa con dâu thì mải lo con cái, nên không ai để ý hai bố mẹ đang xảy ra cái chuyện gì. Chỉ biết rằng mẹ mình dạo này hình như là trẻ ra và ăn mặc cũng thoáng hơn thì phải. Bà luôn vui vẻ yêu đời, mỗi khi mà cầm điện thoại là bà Lan lại tủm tỉm cười, trông như lúc mới yêu vậy. Sau một tuần nhắn tin đỏ đưa chấm phẩy, cuối cùng thì ông Thắng cũng mò sang nhà bà Lan chơi. Một buổi chiều ông Thắng nhắn tin về cho vợ là hôm nay anh em ủy ban xã có tổ chức liên hoan anh em ra phố huyện đánh chén bảo vợ không phải đợi cơm nữa. Và ông cũng nhắn lại cho bà thông gia là Em ơi, em nấu cơm nhé. Anh hôm nay rảnh, anh vừa muối thịt chó với mấy chải bia. Tị anh sang, mình cùng ăn cơm nhé đúng với cái bản chất hoa lá cành của mình. Bà Lan thông gia nhận lời ngay và mổ luôn cái con gà, muối rượu nữa. Chuẩn bị bữa cơm tối và không quên mặc chiếc váy hồng xuyên thấu, ngắn tới tận bẹn để tiếp đón ông thông gia. Bà Lan trang điểm rất đẹp, nước hoa thì thơm phừng phức như kiểu là mời anh sơi vậy. Xong công việc ở ủy ban xã, ông Thắng lượn một vòng câu giờ qua làng bên lên phố huyện như thật. Chờ trời nhá nhằm tối ông quay đầu xe máy phóng thẳng về đầu làng rồi rẽ vào quán bà thông ra đã mở cửa sẵn anh cho xe vào trong nhà nhé bây giờ trộm cắp như dươi ấy không biết đâu một lần nó lấy mất thì chết bà bảo vâng anh cứ cho vào trong đi xe pháo để ngoài trời tối à không an toàn đâu rồi ông thắng đóng phập cánh cửa gỗ lại chốt trong cho chắc sau khi vào nhà thì tiếng cười nói nhẹ nhàng lại vang lên nhưng mà thì thầm chứ không ổn nào như buổi đầu nữa đôi mắt họ cứ trao cho nhau những cái nhìn đám đuối như cá chuối vì còn vậy hai người quên mất đang là thông gia với nhau và bà thì không quên gọi điện cho con gái con ơi tối nay mẹ bận sang gì có việc con đừng sang chơi mẹ không có nhà đâu thế mẹ sang đó làm gì thế để mai được không à thì mẹ sang gì đong mấy tạ lúa lúa mới ngon và thơm lắm con ạ à? Có vẻ thì trong tâm trí đôi tình nhân này đã có sự chuẩn bị sắp xếp rất kỹ càng, tránh để xảy ra sơ suất gì thì phải. Ông Thắng không ngại ngùng gì nữa, mà cởi bỏ bộ quần áo trắng ở ngoài ra, chỉ còn bộ quần áo cộc ở trên người, ông bảo. Em ơi, có việc gì không để anh làm nốt cho? Dạ, không có gì đâu anh, anh cứ ngồi chơi, em sắp xong rồi mà. Nhìn vào trong bếp thì bà thông gia đang trong bộ đồ siêu mỏng cánh lại lập lòe lập lòe ánh lửa làm sao mà ông có thể không rung động được cơ chứ ông tiến đến gần bà bà đang rửa rau sống ông cho tay vào ngoáng cùng đôi mắt lại chạm nhau đám đuối e thẹn như kiểu đang yêu vậy trong cái không gian im lặng như tờ này một trai một gái một đàn ông một đàn bà thì làm sao có thể kìm nén nổi cảm xúc của mình cơ chứ ông thắng mới bảo bà lan Em nè, hôm nay em đẹp lắm đấy Bà Lan khẽ hỏi nhẹ vào ông Anh này, người ta vẫn thế Có đẹp gì đâu Anh cứ chéo người ta Anh ra bàn đi Em xong rồi, anh em mình ăn cơm à, Anh có uống chút gì không? Ông Thắng bảo ừ, cho anh cốc rượu nhé Chưa bia nhạt mồm nhạt miệng lắm mà Anh không quen Trong bữa cơm, hình như không ai nói với ai câu nào Chỉ nhìn nhau thôi hai ông bà ngại ngùng, bối rối, lâu lâu lại cười với nhau một cái kiểu ra hiệu vậy. Có lẽ do hồi hộp nên ông Thắng mới bảo bà Lan. Em ơi, sang đây ngồi cùng anh đi, chứ anh ngồi đối diện, anh thấy ngại ngại sao đấy, chán được gì cả. Bà Lan bảo, thì em ngồi như vậy được mà. Chưa kịp nói hết câu, thì ông Thắng đã đứng phát dậy rồi, kéo tay bà Lan sang ngồi bên cạnh mình. Bà thấy ông Thắng như vậy, cũng không phản ứng gì cả chỉ cười tủm tỉm thôi tự nhiên thì mặt hai người đỏ bừng lên và hai người không ngại gáp thức ăn nữa nhưng quả thật thì còn tâm trí đâu mà ăn mới chả uống nữa chứ trong đầu cái đôi này chỉ đang nghĩ tới cái chuyện đen tối mà thôi ông thắng mới ngửi ngửi lên bà và bảo là ới hôm nay em thơm như múi mít thế lại còn ngọt nữa chứ rồi hai người trao cho nhau những gì muốn trao như đôi lứa đang yêu nhau ở cái tuổi 16 vậy. Bà uớ, đừng anh, anh đừng anh. Thì anh vẫn đang, anh có đừng đâu. Bà thì thầm, đừng anh, anh đừng anh. Mình là thông gia mà, nhớ đâu chị nhà biết thì thì. Không nhưng nhị gì hết đâu. Cái con mụ ấy mà vớ vả na, anh vả phát đã à vỡ mồm luôn. Sau khi hai người đã no sôi chán chẹn rồi, tã tời tơi tả, hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau thì bát ngát xanh vườn trầu thì anh mới thôi công nhận là hai người khỏe thật đấy bị bóm bị bóm ma oánh đến tận sáng luôn bảy nháy liền đã lâu lắm rồi bà lan mới được cái cảm giác thăng hoa như vậy còn ông thắng thì cũng lâu ngày quá mới có người phụ nữ mới và hấp dẫn như vậy của lạ mà hai người không biết mình là ai cả ở vị trí nào mà đã vượt rào qua những phạm trù đạo đức mà đã đi quá giới hạn của nhau Ông Thắng thủ thị vào tai bà Lan Em tuyệt vời lắm mẹ Chưa bao giờ anh thấy đã đời như hôm nay Cảm ơn con mèo bé bỏng của anh Bà thông ra không một chút đái náy hay xấu hổ Gì về việc làm của mình Lại còn trách yêu Anh nhỉ Chúng mình cứ thế này Em sợ chị nhà biết được Chắc em chết mất Ông Thắng lại trấn an Em cứ yên tâm Mình sẽ thật là kín đáo Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhưng em sợ ma, ma, ma ở đâu mà sợ, đã có anh ở đây rồi. Đấy tất cả đều là sự tham lam và sự ích kỷ của riêng mình, biết là sai đấy, nhưng họ đã để cái phần con lớn át đi phần người của mình. Họ lên kế hoạch rất kỹ càng, cách đổi địa điểm liên tục liên tục để không bị phát hiện. Lúc thì đổi Bạch Đàn, lúc thì nhà nghỉ, khi thì lại tròi vịt đổi sắn, nương trẻ. Có khi vội quá, giải mấy tàu lá chuối khô là xong ngay và tất cả đều có ám hiệu vào một giờ nhất định. Nhưng đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma và chuyện ấy diễn ra gần 6 tháng trời thì bại lộ. Mọi người đi hái chè bắt đầu bàn tán việc hai ông bà lai nhau vào tròi vịt. Chuyện này đã đến tay cô con dâu và vợ ông. Bà Lý là người có tính hay ghen. Nay lại thấy người trong làng gì dầm. Bà Lý bắt đầu để ý đến ông chồng của mình. Hôm đó là thứ bảy, Ông Thắng gọi điện về cho vợ. Bà à, tôi hôm nay về muộn đấy. Bà và các con cứ ăn cơm trước đi. Mai trên huyện có đoàn về kiểm tra. Tôi phải chuẩn bị một số giấy tờ. Thế nhé. Vậy là cơ hội đã đến. Các con và bà Lý bám theo ông Thắng đến lều vịt. Công nhận ông Thắng thông minh thật. Giấu xe vào cái ngưỡng sắn rồi đi bộ ra lều vịt. Bà Lý bắt đầu ba máu sáu cơn lên. Bà cùng với các con tiến vào lều vịt. Bà nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Đợi 20 phút sau, bà cùng với các con đổ ập vào thì hỡi ôi là mẹ ơi. Hai người đang ứ ừ, ừ Cái đôi vượn già này đây rồi, bố mẹ chúng mày chứ. Bà Lý mới lao vào cào cấu bà Lan tơi bời khói lửa. Cùng với những lời chửi rủa om cụ tỏi lên, làng trên xóm dưới kéo xuống xem rất đông. Vậy đấy, mọi chuyện đã làm cô con gái ô nhục, cảm thấy xấu hổ ê chề cùng với những giọt nước mắt rồi lã trá trên má. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Con hận mẹ, sao không phải là người khác? Đàn ông trên đời chết hết rồi hay sao? Sao lại là bố chồng con chứ? Bố nữa, sao không phải ai khác mà lại là mẹ con? Đã thế này, còn dám nhìn mặt ai? Con, các con con sẽ phải sống theo cái vết nhơ này con không muốn đâu. Sau khi giải quyết nhu cầu em đẹp, mọi việc, thì bà Lan đã rời làng lên thành phố làm giúp việc để mọi chuyện cho thời gian xoa dịu và sẽ sớm quên đi. Nhưng bà đâu biết rằng trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn chờ chờ. Vâng thưa quý vị, câu chuyện trên là bài học đắt giá trong cuộc đời của mỗi con người. Hãy sống theo đúng chuẩn mực của xã hội để là tấm gương cho người khác nói theo. Là con người, hãy sống đúng với phần người, đừng để phần con lấn át nhé. Đừng để phần con lấn át nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện. Thưa quý vị và các bạn, đây là một câu chuyện có thật của tôi và người đàn bà quá chồng của tôi. Tôi tên là Thanh, 22 tuổi. Tôi là đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ tôi sớm ly hôn và họ mỗi người một phương trời. Đã mười mấy năm không về thăm tôi và gia đình. Có lẽ cuộc đời tôi là những tháng ngày bất hạnh. Tôi phải sống cùng ngoại, hai bà con rau cháo nuôi nhau qua ngày. Bát cơm quả cả, nhưng tôi thấy ấm áp lắm. Nhưng ngày vui chẳng tẩy gan. Khi mà tôi lên 10 tuổi thì ngoại tôi mất. Vậy là tôi bơ vơ trong căn nhà lá. Cuộc sống của tôi dường như rơi vào ngõ cụt. Thì tôi được người dân hàng xóm láng giềng cưu mang nên đã lớn khôn được cảnh cơ hàn Tôi thiếu tình yêu cha mẹ Thật sự quá nghiệt ngã Nhưng sau này tôi phải lòng một người đàn bà trung niên Tôi đã thay đổi số phận Cạnh nhà tôi có cô Loan Cô ấy quá chồng Sống cùng với con gái cô ấy Là hàng xóm láng giềng với nhau Nên tôi như người thân trong nhà cô Loan vậy Chị Xuân con gái cô Loan Tôi coi như người trong nhà Như chị gái ruột của mình vậy Chị ấy 24 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố chị đã chết vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Ông ấy phải nhập viện trong mấy tháng trước khi qua đời. Gia đình chị phải vét sạch tiền tiết kiệm trong ngân hàng để chữa trị cho ông ấy nhưng vẫn không cứu được. Thực sự là cuộc sống rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông do tài chính cạn kiệt nên tôi không học tiếp đại học nữa. Giờ đây tôi đang làm việc trong một nhà máy nhỏ với mức lương cỏm cõi. Các đơn thuốc của bố chị đã làm cho gia đình chị nghèo đi và mức lương thấp của chị không đủ để trang trải cuộc sống cho cả nhà. Cô Loan và chị Xuân không tìm được việc làm, do đó cô dục chị kết hôn để tìm một tấm chồng lo cho cuộc sống của mình. Giờ hãy để tôi mô tả một chút về cô Loan và chị Xuân nhé. Chị Xuân có dáng người mảnh rẻ và khuôn mặt xinh đẹp. Chị rất là quyến rũ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về chị theo cách đó. Chị ấy rất nghiêm khắc và lớn tuổi hơn tôi, nên thường bắt nạt tôi. Chị Xuân cũng buồn phiền và mặc cảm vì gia cảnh nghèo túng này. Cô Loan năm nay 45 tuổi. Cô ấy rất đẹp, nét đẹp mặn mà, giản dị của người miền quê. Mặc dù gia cảnh túng thiếu, nhưng cô Loan luôn mỉm cười với mọi chuyện vì tính tình của cô rất yêu đời. Dù vậy, sau khi chồng cô mất, cô thường buồn bã và ảm đạm. Tôi luôn nghĩ là cô buồn vì sự ra đi của chồng và lo lắng về tình trạng hôn nhân của con gái. Còn tôi lại là con nhà nghèo, cùi cút, đến ăn còn chẳng đủ, nói gì đến giúp đỡ ai được. Tôi chỉ biết ngậm ngùi mà thương cho cô và chị Xuân thôi. Dù cô Loan là một người đàn bà đẹp, nhưng tôi không bao giờ nghĩ về cô theo cách khác cả tôi cũng có cảm nhận của tuổi trẻ chứ nhưng tôi biết rằng mình khó mà có cơ hội kiếm vợ sớm nên tôi đã có yêu một con nhỏ hàng xóm có vài lần đón đưa nhưng rốt cục thì cái nghèo nó chia cắt tình yêu của chúng tôi bố cô ấy bảo mày yêu ai không yêu lại đi đâm đầu vào cái thằng mồ côi khố rách áo ôm đến cái quần còn không có mở mặt cuộc đời nó khổ vậy đấy các bạn ạ và tôi nhẹ tênh vì tôi biết là tôi không xứng đáng với người con gái đó nhiều lần tôi trông thấy cô loan ngồi đăm chiêu với tâm trạng buồn bã tôi cố làm cho cô ấy vui nhưng cô loan vẫn như thế điều này làm cho tôi cảm thấy buồn có lẽ tôi cô đơn một phần thì cô loan gấp bội phần ấy vào một ngày chị xuân ra ngoài chơi với bạn tôi thì đi làm chỉ còn cô loan ở nhà do tôi cảm thấy không được khỏe nên xin nghỉ phép nửa ngày và về nhà sớm. Vì hai nhà giáp nhau, chỉ cách nhau cái dậu mồng tươi xanh dờn, coi như là một rồi, nên có chuyện gì mà tôi không hiểu chứ. Tôi đi làm về là hay sang nhà cô Loan chơi, vì cô hay pha nước lá đình lăng, thứ mà tôi thích nhất. Tôi mở cửa và vào trong nhà, nhưng không thấy cô Loan và chị Xuân ở đâu. Tôi vào phòng chị thì thấy trống không. Sau đó tôi vào phòng cô Loan nó đang đóng nhưng không quá trong có những tiếng động lạ từ trong phòng cô phát ra tôi ngạc nhiên và nghĩ rằng có kẻ trộm đột nhập hay là có ma nhỉ tôi mở cửa và bước vào bên trong khi vào bên trong phòng tôi thấy một cảnh tượng có một không hai hóa ra là cô loan đang làm cái chuyện đó một mình ngay khi hình ảnh đó hiện lên là trong con người tôi như có luồng điện chạy dài nó bồi hồi bồi hồi và đắm say biết bao nhiêu nhưng sau khi tôi ra ngoài phòng được vài phút cô ấy vẫn ở trong phòng riêng cánh cửa đang bị đóng chặt từ bên trong có lẽ cô loan rất là xấu hổ với tình huống bất ngờ nên không dám ra ngoài đối mặt với tôi tôi cũng không thể nhìn cô nên ra phòng khách và ngồi ở đó nửa tiếng sau cô ấy vẫn cảm thấy xấu hổ nên vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sau đó đột nhiên cánh cửa chính trong nhà mở ra Chị Xuân bước vào, chị hỏi tôi. Thành, sao em ngồi ở đây? Mẹ chị đâu? Em sao vậy? Tôi cố nói chuyện như thể mọi thứ diễn ra bình thường. Em không được khỏe, nên hôm nay xin nghỉ về sớm mà. Mẹ chị ở trong phòng, có lẽ đang nghỉ ngơi hay ngủ gì đấy. Như thường lệ, chị Xuân ở trong trạng thái cáu gắt, nên bực tức nói. Giờ có phải là lúc để nghỉ ngơi hay ngủ đâu chứ? Sau đó chị Xuân hét cao giọng để gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Giờ đây, cô Loan không thể ở lại trong phòng được lâu hơn nữa. Cô đi ra ngoài và dụi mắt để trả vờ mình vừa ngủ dậy. Cô Loan không dám nhìn mặt tôi, đến thẳng chỗ con gái và nói rằng đang nghỉ ngơi trong phòng. Tôi được giữ lại ăn cơm. Nói xong, cô Loan dắt chị Xuân vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Thậm chí trong bữa cơm và sau đó, cô Loan vẫn còn cảm thấy xấu hổ nên không dám nhìn mặt tôi, cô đang lo sợ rằng tôi có thể kể lại chuyện đó cho con gái cô nghe, người có tính khí rất là nghiêm khắc. Ngày hôm sau là chủ nhật nên tôi không đi làm. Cô Loan vẫn im lặng như bình thường, cô không nói gì với tôi cả. Có một khoảng im lặng băng giá giữa hai người. Cô tránh nhìn hoặc nói chuyện với tôi vì cảm thấy rất xấu hổ. Khoảng 10 giờ sáng, chị Xuân đi làm về, đi vào phòng tắm, cô Loan đang đứng trong nhà bếp tôi thì đứng ở bờ rào sát vách khi thấy chị xuân vào trong phòng tắm cô loan đến gần tôi mặt cô đỏ lên như gấc vì xấu hổ cô đang nhìn xuống sàn nhà và nói với giọng nhỏ nhẹ thành cô muốn nói chuyện với cháu Dạ, nhưng cháu không cố ý cháu xin lỗi cô ạ à. tôi lắp bắp và hiểu rằng cô muốn nói về sự cố ngày hôm qua sau đó cô từ tốn nói thành nhà cô không biết phải nói sao nữa cô rất xin lỗi về cái chuyện hôm qua làm ơn tha thứ cho cô nghe chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu cháu làm ơn đừng nói gì cho chị xuân biết nhé cô không biết phải nói gì cả nhưng cô cảm thấy cô đơn và buồn vì không còn chú cháu làm ơn tha thứ cho cô và đừng cảm thấy là cô xấu xa nhé làm ơn đừng nói cho ai biết chuyện đó nghe thanh tôi im lặng và cảm thấy tội nghiệp cho người đàn bà này. Vì tôi hiểu khi con người ta cô đơn lâu quá sẽ như thế nào, tôi nói: "Cô à, cháu hiểu tình cảnh của cô mà, hãy yên tâm ở cháu nhé, sẽ không có ai biết được chuyện đó đâu. Cháu hiểu là do chú không còn nữa, cô thì còn trẻ và rất đẹp nữa, mà chú ấy thì đã qua đời được 10 năm rồi mà. Cháu không biết làm thế nào mà cô có thể vượt qua những ngày tháng khốn khổ của mình." mà không có người bạn trai nào. Cô cứ vùi lên và quên chuyện vừa xảy ra đi nhé. Thực ra thì đó là lỗi tại cháu mà. Tại cháu không nên vào trong phòng cô mà không gõ cửa. Cô Loan rất vui khi nghe tôi nói vậy. Điều đó làm cho cô thư giãn hơn. Cô Loan đầu yếm vuốt mái tóc của tôi mà nói. Thanh à, cô biết cháu là một cậu bé ngoan. Làm ơn hiểu cho cô, đừng để ai khác biết được chuyện này nhé nói xong cô lan mỉm cười một chút tôi cũng rất vui vì thấy bầu không khí trở lại bình thường và cô đã giúp bỏ sự xấu hổ của mình do đó để cho sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn tôi cũng mỉm cười mà nói cô loan ạ à, không sao đâu ạ à, nhưng làm ơn à, hãy cẩn thận về sau này hãy đóng hết các cửa lại trước khi vào trong phòng cô nhé cô ấy nhìn tôi im lặng cô lan không ngờ là tôi lại dám nói hết ra những điều đó cô xấu hổ. Nhưng có lẽ là Loan cũng có cảm tình với tôi chăng? Cháu nói đúng đó Thanh nhà. Cô thì quá chồng nên không biết phải làm thế nào. Mong cháu thông cảm nhé. Với những rung động đầu đời như vậy, tôi thấy bối rối và có chút hiểu rằng là con người thì ai chẳng có mong muốn, có hàm muốn. Nhưng mà tôi biết tôi sẽ chẳng có cô gái nào chịu lấy tôi làm chồng đâu. Vì tôi nghèo, tôi không thể lấy vợ. Và ý nghĩ duy nhất trong tôi lúc này là hay là mình lấy cô Loan nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng đã mất chồng, Loan đang cần một người đàn ông mà, một người thiếu thốn còn một người thì thừa thái. Tôi có nên bước tiếp trái tim hay không? Có nên mở lòng đón nhận cô ấy hay không? Tôi không biết sao nữa, nhưng tôi thấy thông cảm và thương cô ấy rất nhiều. Sau một hồi nói chuyện đó thì cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Có lẽ là Loan đã đọc được suy nghĩ của tôi chăng? Tôi mỉm cười và lòng thấy hạnh phúc lần lần. Vào ngày hôm sau, mọi thứ đều bình thường và tôi đã nói chuyện với Loan một cách bình thường. Cổ Loan cũng cư xử như thể là không có gì xảy ra cả. Nhưng có điều là mỗi khi đi làm về, buổi chiều là Loan lại đứng ở bậu cửa nhìn sang nhà tôi. Hai ngôi nhà lá đơn sơ, cách cái dậu mồng tơi tìm tím, tím Thực sự Cô Lan nhìn tôi rất lâu, tôi không còn ngại ngần nữa, và đầu đó xuất phát ra một thứ tình cảm, một sự đồng cảm, tôi biết nó còn lớn hơn tình yêu đôi lứa rất nhiều, đó còn có cả tình thương. Tôi nghèo không thể lấy được vợ, còn cô nghèo lại quá chồng, đàn bà trung niên cũng có những lý lẽ nét đẹp riêng của họ chứ. Liệu tôi có nên yêu cô ấy không? Liệu Cô Lan có chấp nhận tình cảm của tôi? tôi không biết nữa hai trái tim cô đơn đang chung một nhịp đập hay sao ấy tôi đang mơ màng trong cái suy nghĩ đó thì cô loan gọi thanh ơi tối nay sang nhà cô ăn cơm nhé chờ cô ra đồng bắt được con cá chuối ngon lắm cái xuân hôm nay nó đi có việc với đám bạn không về ăn cơm cháu sang ăn cơm cùng cô cho vui nhé tôi thực sự bất ngờ về cái lời đề nghị này không phải vì hai nhà không ăn cơm chung bao giờ Thi thoảng thì có gì ngon, tôi cũng hay góp gạo thổi cơm chung. Nhưng lần này, như có cái gì đó lạ lắm. Có phải cô Loan đã hiểu được tấm chân tình của tôi chăng? Dạ, cháu... Không có gì mà. Tôi sang ăn rau muống với người ta cho đỡ buồn. Và tối đó, tôi ăn mặc gọn gàng hơn, chứ không luộm thà luộm thuộm nhếch nhác như trước. Kiểu như là lại đi đến nhà bạn gái ra mắt vậy. Kể ra cũng thật là buồn cười. Trong bữa cơm, hai chúng tôi cười nói vui vẻ, như thể quên đi cái việc hôm trước. Và rồi cô nói, Thanh à, cô hỏi thật nhé, cháu đã lớn rồi mà không lấy vợ à? Tự dưng cô Loan nhắc cái chuyện lấy vợ mà tôi thấy buồn quá. Người con gái tôi yêu, nhưng gia cảnh không muốn đăng hậu đối, nên người ta không gả. Cô ấy đã đi lấy chồng giàu rồi. Tôi là đứa trẻ mồ côi mà, không có một tài sản gì đáng giá làm sao lấy được vợ cơ chứ? Dạ, cháu chưa dám nghĩ tới chuyện đó à? Cô hiểu, cháu rất ngoan và chịu khó. Hay là cháu làm? Dạ, làm sao à? Cháu làm người yêu cô nhé. Tôi lặng cả người khi cô Loan nói như vậy. Chưa từng có người con gái nào nói với tôi câu ấy. Tôi phải trả lời ra sao đây? Cô Loan hơn tuổi của tôi. Nhưng cô ấy thiếu thốn tình cảm. Liệu rằng tôi có mang lại hạnh phúc cho người ta hay không dạ nhưng cháu cháu không có gì trong tay ạ à? ừ cô biết cô hiểu và cô chỉ cần một người đàn ông thôi chịu khó rồi khắc giàu mà cháu cháu có tình cảm với cô không dạ cháu có nhưng không gian như chìm hẳn xuống như tất cả muốn bùng nổ một cơn sóng lớn cơn sóng này sẽ nhấn chìm tất cả những nỗi ủ uất khát khao cháy bỏng của hai người và rồi cả hai không ai nói một lời nào tôi ngả vào lòng cô như một đứa trẻ lâu ngày tìm được người mẹ hiền bao nghẹn ngào chất chứa được phơi bày ra rõ ràng tôi khóc lên nức nở thành tiếng đã hơn hai mươi năm nay tôi là đứa trẻ mồ côi nhưng giờ đây tôi đã có tình thương tình yêu của người khác dành cho mình tôi thấy mình hạnh phúc lắm và rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến Đàn ông và đàn bà trong căn nhà lá đơn sơ như bùng nổ hết tất cả. Tất cả vũ trụ nặng hàng nghìn tỷ tỷ tấn dồn nén rồi bùng ra, phát ra ánh sáng chói lòa. Lần đầu tiên của tôi biết được hương vị cuộc đời, biết được hương vị của đàn bà. Bên ngoài chỉ có ánh trăng mờ ảo chứng giám cho tình yêu của tôi thôi. Có lẽ tôi và cô ấy sẽ thành vợ thành chồng chỉ cần chúng cau lá giàu là tốt rồi chúng tôi cứ bên nhau như thế giờ đây cuộc sống của tôi lúc nào cũng ngập tràn tình yêu và hạnh phúc và tôi đã có vợ